lại xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Mình đã quay trở lại với kênh của Hải, và hôm nay là ngày mùng 7 Tết thì Hải mời tất cả mọi người mình cùng đi dạo cùng với Hải từ dọc con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, mình ra đến nhà thờ Đức Bà, mình vào đại lộ Đồng Khởi, sau đấy mình về phố đi bộ Nguyễn Huệ, mình cùng đi dọc đại lộ Lê Lợi nhá. Thì Hải mời tất cả mọi người mình cùng đi. Thì hôm nay thì Hải thấy đường phố Sài Gòn có vẻ là tấp nập hơn so với mọi hôm sau kỳ nghỉ Tết khá là dài. Không biết cô chú anh chị mình Tết này có đi chơi đâu không ạ? Thế thì Hải thấy là Tết đường phố Sài Gòn khá là vắng. Thì mấy ngày hôm nay bắt đầu mới trở lại đông tấp nập. Ở phía bên tay phải của Hải là Dinh Độc Lập nha mọi người. Bên Dinh Độc Lập thì Hải thấy cũng ít có người tham quan lắm. Ở đây cũng ít. Thì bây giờ mình cùng tiếp tục đi nhé. Sau đấy rồi mình ra đến nhà thờ Đức Bà. Đây cũng có một số cô chú anh chị mình tới tham quan này, nhưng mà có vẻ là ít. Thường thì Dinh Độc Lập ấy, dành cho những ngày cuối tuần thì đón lượng khách vài nghìn người tới tham quan và đi dạo phía bên trong. Phía bên chỗ cái đường bên kia kìa, nó có cái quán cà phê bên đấy cũng rất là đông khách. Bây giờ mình cùng chờ qua đường, mình qua đường Hàn Thuyên rồi sau đấy chạy thẳng ra đến nhà thờ Đức Bà luôn. Để có đường Hàn Thuyên này, nếu mà những ngày bình thường ngày thì rất là vắng người, nhưng mà vào những ngày cuối tuần dọc này thì cà phê bệt ngồi rất là được nhiều. Thứ nhất là mình ngồi đây ngắm cảnh xe đi lại, sau đấy rồi nhìn về hướng chỗ cái công viên này này. Hải cũng rất thích những công viên này, nó mát lắm, rất là dễ chịu những ngày cuối tuần. Trước mắt mọi người là con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, con đường Master chứ. Con đường Master giao nhau với đường Hàn Thuyên. Con đường Master này mọi người chạy sáng này sẽ về đến Master phường 8 cũng như là về viện Master á. Bên này có quán cà phê rất là đẹp này, nhìn rất là long lanh, được trang trí cực kỳ đẹp. Khu vực này thì sang đường cũng hơi khó một xíu mọi người, vì nó không có đèn xanh đèn đỏ cho mình qua lại. Cùng đứng chờ một xíu sau đấy rồi mình cùng qua nhà thờ Đức Bà nhé. Cái khu vực này như mình muốn đi bộ cũng khó, vì hai bên lòng đường này mọi người tham quan cà phê rồi quán ăn và họ đậu xe rất là nhiều, đi lại rất là khó. Ở đây phía trước của nhà thờ, đây là phía trước mọi người là nhà thờ Đức Bà đấy. Công trình này cũng rất là lâu rồi vẫn chưa được hoàn thành, hay tưởng là Tết năm nay là sẽ được hoàn thành để phục vụ, đưa vào phục vụ cho người dân tới vui chơi và tham quan nữa, nhưng mà vẫn chưa xong. Đây mình cùng chờ xe nó ngớt một xíu, mình ghé qua bên kia nhé để mình có thể tham quan nhìn lại nhà thờ Đức Bà sau Tết xem như thế nào. Tòa nhà của Novaland, sau đấy thêm cái trung tâm thương mại. Thì hiện tại Hải đang có mặt tại trước nhà thờ Đức Bà đó mọi người, ngay được con đường Nguyễn Du, con đường Đồng Khởi. Mọi người có thể thấy là khu vực này được trang trí rất là đẹp, cây cối rồi hoa trang trí được cái dịp trước Tết. Và hôm nay thì cũng rất là nhiều du khách nước ngoài cũng như là Việt kiều tới thăm Việt Nam ở khu vực này, thăm thôi. Ở nhà thờ Đức Bà khu vực này mọi người nhìn thấy rất là đông luôn. Ồ, hiện tại bây giờ là 4 giờ chiều cũng theo đấy. Thế so với những ngày thường thì hôm nay có vẻ vắng hơn một xíu, nhưng mà Hải thấy là được trang trí rất là đẹp. Ở phía bên trong nhà thờ Đức Bà cũng đang dựng một cái trụ khá là lớn đó mọi người. Thì bây giờ Hải sẽ đi dạo quanh từ này một vòng, sau đấy thì mình cũng tiếp tục đi ra con đường Đồng Khởi nhé.
mình đi qua một xíu chỗ bưu điện đi, mình đi qua một xíu chỗ bưu điện sẽ cập nhật những tình hình sau Tết như thế nào nhé. Ở bên này thì mọi người có thể thấy là xe khách nhé, chở du khách tham quan đại nhà thờ Đức Bà có mấy chiếc luôn. Bên này thì cũng có xe buýt 2 tầng để phục vụ cho mình đi tham quan, hai xe khá là lớn. Cái giá vé là rơi khoảng 145.000 một vé dành cho một người. Mình có thể thanh toán chuyển khoản cũng như là thanh toán tiền mặt được, rất là thuận tiện luôn. Đây có một đoàn khách giống như người Ấn Độ đang tới để tham quan bưu điện, chụp hình luôn mọi người, rất là đông. Để Hải mở cái góc thì mình cùng đi dạo dạo quanh chỗ này một xíu, sau đấy cho Hải sẽ đi nhá. Rất là đẹp luôn, có ba cái xe buýt 2 tầng luôn. Đứng ở góc này, cái tòa nhà của Novaland cũng đẹp cực kỳ luôn mọi người này, góc view này. Nếu mà không vướng mấy cái xe con này thì rất là đẹp đấy. Để mở cái góc cam rộng một xíu này. Đấy. Thì thời tiết hôm nay nó cũng khá là xấu, âm u mọi người. Ngày hôm qua thì còn mưa đấy cơ, 5 giờ ngày hôm qua còn có một trận mưa nữa. Thì bây giờ Hải mời tất cả quý vị các bạn mình cùng đi vào con đường Đồng Khởi cùng với Hải nhé, để cập nhật những cái tình hình. Như Hải nhận xét thì thấy con đường Đồng Khởi này cũng đẹp nhất như ở cái quận 1 này luôn. Đẹp và sang trọng nhất thì ở đây tọa lạc rất là nhiều cái tòa nhà cũng như là những cái điểm vui chơi lớn tại quận 1. Thì Hải đi xe thì cái giọng nó sẽ hơi rung rung một xíu nha mọi người. Thì nó hơi run run đó em mọi người xem đó hỗ trợ Đường Hải nhá. Ở này khách nước ngoài rất là nhiều. Ở phía bên trước chỗ đèn xanh đèn đỏ này có một em bé đang bán vé số đó mọi người, mới xíu tuổi, chắc khoảng 5-6 tuổi, đang chạy lại đi xin để bán vé số. Thì Sài Gòn này thì có rất là nhiều cái hoàn cảnh khá là khó khăn, dọc những cái ngã tư rồi thì nó là rất là nhiều người. Nhiều khi thì mình cũng muốn giúp đỡ lắm nhưng mà mình chỉ giúp đỡ được một những cái phần nhỏ thôi chứ không thể hết được. Ở đây là giữa đường, đây là đường Lý Tự Trọng giao nhau với con đường Đồng Khởi. Bên phía Vincom thì ngày hôm nay cũng không phải đông khách lắm. Dự kiến năm ngoái thì kinh tế nó cũng khó khăn, thì rất mong là năm nay thì kinh tế làm ăn nó đỡ hơn so với năm ngoái. Đấy, ở đây rất nhiều xe buýt hay nữa, có mấy chiếc luôn, có 4-5 chiếc. Ở bên chỗ nhà hát thành phố thì đang dựng một cái rạp rất là lớn. Hôm trước thì Hải hay tổ chức sự kiện ca nhạc ở đây này, nhưng mà mình thì thật là ngày hôm qua là Hải đi quay nhiều quá nó mệt, đấy, sáng ngày hôm nay không đi nổi luôn á. Ngày hôm nay thì cũng đi làm một xíu, sau đấy là đi cà phê với anh em, chiều về đánh với quay tới tranh thủ quay cho mọi người một xíu rồi để tối lại phải có việc đi nữa. Mấy đầu năm mà nói chung về công việc nó cũng khá là lu bu,
rất là nhiều kìa. Bây giờ mình cùng qua đến dọc đường Đồng Khởi này, mình ra đường Tôn Đức tầm rưỡi chứ. Ở đây có cái góc cà phê rất là đẹp này, nghe nhạc đi du nhâm nhi cà phê. Đây là tại mình đã ra đến đường Tôn Đức Thắng. Dọc con đường Tôn Đức Thắng này mọi người có thể thấy là được trang trí những cây đèn LED rất là đẹp của ngân hàng HB Bank tài trợ ở đây. Đấy, bến Bạch Đằng thì giờ này cũng rất là đông người tới đây. Bây giờ mình cùng vào phố đi bộ nhá. Thì phố đi bộ năm nay Hải thấy là dọn khá là sạch sẽ luôn. Không còn cái gì nữa luôn á. Năm ngoái còn để lại chú hổ cho mọi người tới check in đâu gần hết tháng 1 âm lịch á, thì mới dở đi và mang tới Đầm Sen á. Thì có lần Hải ghé qua Đầm Sen vào đợt 30 tháng 4 ghé qua Đầm Sen thì thấy chú hổ nằm ở trong một góc của Đầm Sen á, thì mới biết năm nay là dọn sạch sẽ rồi. Đây rất là nhiều cái cửa hàng họ vẫn chưa mở cửa này, vẫn đang đóng cửa mỉm á. Cái hôm tối hôm mùng 6 thì Hải thấy giờ được Hoa Nguyễn Huệ cũng rất là nhiều người ta tiếc nuối đứng xem để, vì rất là đẹp luôn. Hôm Hải thấy là cực kỳ đẹp luôn á. Nếu mọi người mà xem clip của Hải thì có thể thấy cái hôm sáng ngày mùng 6 đấy, Hải có quay và cập nhật cho mọi người xem về những hình ảnh cuối cùng về được Hoa Nguyễn Huệ. Nếu mà những cái ngày mà khoảng 28 hôm khai trương mình mà được đi thì chắc là còn đẹp hơn nữa. Cái ngày hôm Hải ghé con là ngày cuối rồi nên nhiều khi hoa nó cũng tàn rồi, rồi cái thứ nó cũng không được đẹp như ngày bắt đầu. Để bây giờ mình sẽ có bùng binh cây liễu, sau đấy mình về với đại lộ Lê Lợi nhá, phải đến đường Lê Lai. Đây, từ ngày mà bỏ được cái rào chắn cho bùng binh cây liễu này, tái lập lại khu vực này, mình đi lại rất là thuận tiện luôn á. Đã phải lên đến đoạn trên kia này, đi đoạn này, sau đấy mình ra một cái là ra đến đại lộ Lê Lợi luôn, thẳng thăm tắp luôn á. Cực kỳ thuận lợi luôn. Thì ở bên trong khách sạn Rách Không Theo mọi người thấy không, được trang trí đó, cực kỳ đẹp luôn và cực kỳ bắt mắt. Thì sau khi tổ chức xong được cái gì nhỉ, lễ hội đường sách thì mọi người có thể thấy trả lại cái mặt bằng, Hải rất thích cái khu vực này luôn, trả lại mặt bằng cực kỳ đẹp luôn này, cực kỳ lên hình rất là đẹp luôn. Đấy, nếu mà bây giờ một số căn nhà này mà cho làm lại và cho thuê lại thì đảm bảo đại lộ Lê Lợi này cực kỳ hút khách luôn này. Ở bên chỗ Sài Gòn Central thì mọi người thấy không, nhìn này, cái góc view cực kỳ đẹp.
bây giờ mình cùng đi tiếp tục nha. Hôm nay thì clip này nó sẽ khá là dài mọi người, Hải sẽ quay khoảng 30 phút đó. Nên là rất mong mọi người có thể ủng hộ Hải rất là nhiều. Hải cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị các bạn đã cùng đồng hành cùng với Hải trong một thời gian cũng không phải là dài quá, mà không phải là ngắn quá, cùng một năm cùng đồng hành cùng với Hải thôi. Lượng người cứ nườm nượp đi trên đại lộ Lê Lợi, đi từ chợ Bến Thành đi xuống. Để tối ngày mai Hải có thể ra đây quay cho mọi người cảnh về đêm nhá. Hải thấy khu này về đêm chắc là cũng đẹp lắm, thì có một số cái chùa đèn chiếu sáng này bắt mắt, rồi mình đi lại tham quan. Phía trước chợ Bến Thành đến giờ này nó còn rất là đông du khách, cũng như là cô chú anh chị mình ghé thăm để chụp hình lưu giữ lại những cái hình ảnh khá là đẹp với mọi người này. Mà phải công nhận là thành phố đẩy nhanh công trình này rất là nhanh để phục vụ cho bà con mình vui chơi những ngày dịp cuối năm. Đây, mình cùng đi lên phía bên trên kia đi. Cái góc này nó hôm nay nó hơi ngược nắng, nó hơi tối một xíu. Và nếu được thông đường cái là đi rất là thoải mái. Hải sẽ đứng góc này quay cho mọi người xem một xíu nhé. Sau đấy mình cùng ra đến đường Lê Lai. Góc này gọi là cực kỳ đẹp và bắt mắt. Bây giờ mình cùng đi trên sang đường Lê Lai. Sau đấy mình ra đường Cách Mạng 8 vào đường Phạm Ngũ Lão và mình ra đường chạy dọc đường Phạm Ngũ Lão nhé. Quay lại cái vị trí này. Thấy là có 4-5 chiếc xe tải lớn, 4-5 chiếc xe khách lớn đang chở khách tới tham quan chợ Bến Thành. Để Hải nhìn bên chỗ công viên 23 tháng 9 đang có rất là nhiều gốc đào rất là lớn. Gốc đào này hôm trước này, Hải có hỏi sơ qua giá vào 57 triệu. Hiện tại bây giờ thì vẫn đang còn để ở bên kia kìa. Không bán được, người ta không hiểu người ta có lấy về hay không. Đang để một góc bên đấy, gốc đào rất là lớn luôn. Hôm trước để Hải có xem một số clip một số anh chị quay thì gốc đào 57 triệu người ta chặt bỏ thùng rác luôn. Những ngày cuối không bán được. Công viên 23 tháng 9 này cũng là cái chỗ bán cây và hoa cây cảnh rất là lớn tại thành phố Hồ Chí Minh này luôn, mấy cái dịp Tết. Ở đây là ngã tư giữa đường Lê Lai với đường Nguyễn Thị Nghĩa. Mình cùng đi lên này trên này một đoạn một xíu nhé, qua công viên 23 tháng 9 mình quay lại vào con đường Phạm Ngũ Lão. Ông cập nhật tình hình xe cộ
Đấy, khu này có cái quán bún đậu mắm tôm Hà Nội này, view rất là đẹp luôn. Hải thấy là không phải là khách nước ngoài nào họ cũng chê bún đậu mắm tôm nha. Hải thấy cũng rất là nhiều người chê, thấy đang ngồi trên lầu. Hôm nay là những ngày nghỉ, mọi người có thể nhìn thấy là bên rất là nhiều cô chú anh chị mình đang tập thể dục ở bên công viên 23 tháng 9. Ở bên này là bên điểm chờ xe buýt nha mọi người. Tất cả các điểm chờ xe buýt đều tới đây đứng chờ. Có đây Hải thấy có cả xe buýt của nhà xe Phương Trang này, phục vụ cho mình đi từ sân bay Tân Sơn Nhất về chợ, về đến chợ Bến Thành. Ở đây là điểm cuối. Và phía bên này là con đường Phạm Ngũ Lão. Đấy, tiện thể đây thì Hải mời mọi người mình đi qua phố Tây Bùi Viện luôn. Tiện thế thì mình cùng đi tham quan một cái vòng rất là lớn. Phía trước các mọi người là quán phở Quỳnh, quán phở và bò kho đấy. Hải thấy cũng khá là đông khách, nhất là khách nước ngoài cũng rất là nhiều nha, không phải là chỉ mình khách của Việt Nam không. Ôi, đây có thằng cù đỏ thế. Đây dọc này, này khách Tây mà. Thì tối nay Hải cũng định tới để quay cho mọi người xem phố Tây Bùi Viện cũng rất lâu rồi, nhưng mà hôm nay là có một cái lịch hẹn không đi quay được mọi người, lại phải thất hứa mọi người một cái nữa thôi, để hẹn tối mai mọi người nha. Tối mai thì nó sẽ đông hơn đấy, rất là nhiều so với tối ngày mai. Nếu mà Hải tranh thủ về sớm được khoảng 10 giờ thì Hải sẽ ra đây quay cho mọi người cùng xem. Đây là điểm cuối, bây giờ mình ra đến đầu này mình quay lại nhé. Chỗ này là cái chỗ mà hôm qua Hải quay đền ông quán thánh, chỗ hôm qua đã mỗi lần đấy mọi người. Hồi đây mình quay lại đi vào phía bên trong được chính phố Tây Bùi Viện. Những ngày cuối năm thế này, những ngày mà nó đầu năm thế này là những cái điểm vui chơi, giá gửi xe cũng khá là mắc. Hôm bữa Hải gửi bên chỗ phố đi bộ Nguyễn Huệ giá vé là 20.000 một chiếc ban ngày. Không biết là cái hôm mà đi xem bắn pháo hoa Tết Dương lịch nó rơi vào khoảng 30.000 đến 20-30.000 một chiếc. Có những chỗ có tìm được lấy 50.000 luôn đó. Nếu mà mình không biết chỗ gửi xe, với những ngày hôm đấy là tất cả các bãi gửi xe nó full hết. Hải thấy có nhiều người ta gửi từ trên mà anh chạy Bến Thành nhá, giờ đi bộ xuống ấy, nên phố đi bộ luôn. Ở bên này các quán bar để trang trí Tết rất là đẹp, bắt mắt này. Đây mọi người cũng đang tất bật chuẩn bị dọn dẹp để chuẩn bị cho tối ngày hôm nay. Mình chạy cùng đường này ra đến đường Trần Hưng Đạo luôn nhé, không chạy qua Phạm Ngũ Lão nữa. Bánh mì pate Việt Nam kìa. Cái món
món ăn là bình dân và khá là rẻ nữa, rơi vào khoảng có 15 ngàn ạ, chưa tới $1 đấy. Thì đây là ngã tư giữa con đường Cách mạng 8 giao nhau với Trần Hưng Đạo, một hướng về quận 4, một hướng về quận 3, một hướng về quận 1 và quận 5. Trước thì có hai chị chạy xe không đội mũ. Hải là người mà đi cái con đường này phải nhiều cực kỳ luôn á. Bình quân là một tháng 30 ngày, chắc Hải đi khoảng con đường này 20 ngày, nhưng đến bây giờ lúc thông xe rồi á. Bây giờ đi nhiều khi không biết chạy đường nào đấy cơ. Bây giờ đường mới nó đi nó rộng. Bây giờ này đoạn này đông người chứ. Bây giờ mình dọc về đến chắc phải đi gần đến phố Tây, đường phố đi bộ của Nguyễn Huệ, không biết quay lên được. Đây cũng có một người đang quay. Bây giờ mình cùng vào con đường Phan Bội Châu nhá. Nhìn khung cảnh ở đây mọi người thấy không? Hôm nay cũng rất là đông, xe đậu hai bên đường, xe khách chờ khách nước ngoài tới tham quan. Bây giờ hãy sẽ mở con đường lên Thánh Tôn, sau đấy mình về đến đường Trương Định nhá. Đến chỗ công viên Tao Đàm xem mình cập nhật những hình ảnh tháo dỡ tại lễ hội hoa xuân ở công viên Tao Đàm nha. Đấy, tình hình buôn bán thì cũng khá là ế ẩm, người đi lại thì cũng rất là nhiều nhưng mà ít có người mua quá. Đấy, cái tình hình này là tình hình chung rồi. Bận rộn những ngày cuối năm và những ngày đầu năm thì mình có thể rảnh rơi hơn. Đây mình tới với ngã tư Trương Định và đường Lê Thánh Tôn. Đây có hai cái quán massage này, có mấy em xinh tươi lắm.
ngay góc con đường ở Lý Tự Trọng với Trương Định thì có một cái nguyên một cái tòa nhà khá là lớn để biến cho thuê hoài mà chưa có người thuê ấy, mọi người. Anh nguyên một cái góc đoạn này dài luôn á. Đây quán massage. Sau Tết thì hãy thì nhiều người ăn xin người vô gia cư ở cái ngã tư nhiều quá, không hiểu sao nhiều dã man luôn á. Thì đây là bên phía bên chỗ công viên ta làm này, họ đang tháo dỡ và dọn dẹp hết ở đây mọi người. Thì mình cũng đứng đây hải khoai một xíu cho mọi người ngắm lại một xíu này nhá. Cùng đây có một số cô chú anh chị đang lưu luyến tới chụp hình ở tại này một xíu đó. Ở trước có năm chú mèo cực kỳ dễ thương luôn, nhưng mà nói chung thì cái gì nó cũng tới ngày vui thì cũng phải có ngày kết thúc thôi. Hẹn mọi người sang năm mới là sẽ có một cái nhiều cái chương trình mới và hấp dẫn hơn. Thì thôi đến đây Hải cũng xin phép được dừng video ở đây ạ. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn mình đã theo dõi đến cuối video. Cũng như mọi lần thì mọi người yêu quý Hải có thể cho Hải xin một like. Nếu ai chưa đăng ký thì có thể đăng ký ủng hộ kênh và có thể để lại bình luận phía bên dưới. Hải cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chúc tất cả mọi người có một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.